Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Điều tra TV. Thưa quý vị, sau khi bản án tử hình có hiệu lực pháp luật, tử tù sẽ còn chờ đợi bao lâu nữa cho cái ngày cuối cùng của cuộc đời mình? Cuộc sống của họ sẽ ra sao trong những ngày chờ đợi căng thẳng đó? Và những gì sẽ diễn ra trong những buổi sáng mờ sương hoang lạnh trước giờ thi hành án? Những câu chuyện vụ án sau đây sẽ trả lời cho những câu hỏi đó, đồng thời tái hiện lại những ngày cuối cùng của một số tử tù với tất cả nỗi tiếc và những sám hối cay đắng ở nơi họ. Đó cũng như một lời cảnh báo về cái giá phải trả của tội ác. Và bây giờ xin mời quý vị đến với nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay. Sau 2 năm, từ năm 2009 đến năm 2011, chờ thi hành án tại trại tạm giam, tử tù Nguyễn Thái Bảo sinh năm 1991 ở bản Khe Ngang, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh với tội danh giết người cướp tài sản đối với mẹ liệt sĩ Lê Thị Còi ở bản Khe Ngang gây nhiều phẫn uất trong dư luận nhân dân, đã đến lúc phải trả cái giá của mình. 4 giờ 30, một ngày cuối tháng 4 năm 2011, trước mặt tôi Bảo gầy hơn so với lần trước tôi gặp khi vừa mới bị bắt. Trong căn phòng gặp gỡ chưa đầy 10m², hôm nay đông hơn thường lệ. Trong khi hội đồng thi hành án và các cán bộ trại tạm giam đang tất bật chuẩn bị cho công việc cuối cùng để loại bỏ một con người ra khỏi đời sống xã hội, thì tử tù được một đặc ân, được viết lá thư cuối cùng. Những nét chữ đều thẳng tắp, được tử tù cẩn thận viết trong lá thư cuối cùng gửi cho gia đình trước giờ ra pháp trường. Ba, mẹ, hôm nay là ngày con phải trả giá cho những lỗi lầm của con gây ra. Con đã xa ba mẹ và gia đình đã được hơn 2 năm rồi. Đến hôm nay thì thật sự, con phải xa ba mẹ và em mãi mãi. Con mong sao mai này, con không còn nữa. Ba mẹ và em sẽ vẫn sống cho thật tốt. Đừng quá đau buồn vì con. Ba mẹ và em hãy tha lỗi cho con vì đã không thể chăm sóc được ba mẹ và em. Ba mẹ và em khi nghe tin con thi hành án thì đừng có đau buồn nhiều nữa. Hãy cố gắng coi như là con đã mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Con rất muốn viết để tâm sự với ba mẹ và gia đình thật nhiều nữa. Nhưng cuộc sống của con bây giờ chỉ được tính bằng giờ nữa thôi. Con cũng chẳng có gì hơn. Mong ba và mẹ, những ai đã hy vọng về con, đừng quá đau buồn. Hãy giữ gìn sức khỏe để sống tiếp cho ba mẹ, cho em và cho cả con nữa. Em gái thân mến, anh đã sắp xa ba, mẹ và em lần này là mãi mãi. Anh chỉ muốn nhờ em hãy thay anh chăm sóc ba, mẹ. Hãy sống cho cả anh nữa nghe. Cố gắng học tập nghe lời ba mẹ, đừng để ba mẹ buồn. Anh đến lúc này thì anh cũng chỉ có thể nói với em như thế thôi. Chúc em sức khỏe, nhớ lời anh nghe chưa? Bữa cơm cuối cùng khá thịnh soạn của một tử tù trước giờ ra pháp trường được bày ra. Ăn kẻo đói Bảo ơi. Tiếng của một chị nuôi từ cửa vọng vào. Từ chối bữa ăn, Bảo xin điếu thuốc, rít liên hồi. Hai bàn tay Bảo run liên hồi, khuôn mặt tái nhợt. 5 giờ, hai cán bộ dìu Bảo lên xe chở phạm nhân và tiếng cánh cửa đóng lại vang lên khô khốc, khiến Bảo giật mình. Tiếng xe lao đi vun vút, cùng ngồi sau thùng xe với tử tù như đã quá hiểu với tâm trạng của những tử tù trước giờ ra pháp trường. Một cán bộ trại giam vừa trấn an và kể câu chuyện một tử tù khác trước giờ đến pháp trường. Chuyện một tử tù đã vui vẻ hát tặng cho cán bộ và còn kể những câu chuyện tình cảm riêng tư của mình cho cán bộ nghe, rồi chân thành nói lời cảm ơn cán bộ quản giáo đã giúp đỡ mình trong thời gian ở trại và thanh thản đón nhận điều sắp xảy ra với bản thân, hết sức nhẹ nhàng. Như luật đời người ta thường nói, có ăn có trả. Bảo lặng thinh, một số câu hỏi được Bảo trả lời nhát gừng và dường như muốn dành thời gian còn lại để nghĩ về điều gì đó. Thoáng thấy tôi cầm chiếc điện thoại trên tay, xin cán bộ cho em nghe tí nhạc. Bảo cất lời. Cán bộ mở cho em nghe bài Trở Về Cát Bụi, lời của Bảo như hối thúc. Sao em lại thích bài này? Mới thích hay lâu rồi? Tôi vội hỏi, như để lý giải tâm trạng của Bảo. Khuôn mặt tái nhợt lặng thinh, Bảo nhìn xa xăm như vô định. Một bài hát được phát ra từ chiếc điện thoại của một cán bộ dẫn giải ngồi cạnh. Y trầm ngâm thưởng thức, không biết y đang nghĩ gì. Y đang nghĩ đến bố mẹ và những người thân, hay y đang nghĩ đến tội ác tày đình mà y đã gây ra. Giờ phút này hẳn y mới cảm nhận được giá trị sự sống, cảm nhận được thời gian trôi nhanh đến mức nào. Kẻ gieo gió phải gặt bão, ông đó cũng là chân lý muôn đời. Chung cảm nhận với những người cùng đến pháp trường để tiễn đưa, chúng tôi vừa trách vừa giận,
nhưng cũng vừa thương kẻ tội đồ. Y còn quá trẻ, gia đình Y chỉ có mình Y là con trai. Bao nhiêu hy vọng, niềm tin và tương lai đang còn rộng mở phía trước đối với Bảo. Ấy thế mà chỉ vì một phút nông nổi, A Dua theo bạn bè, mà giờ đây Bảo phải trả giá quá đắt. Cái giá bằng cả sinh mạng của mình. Giây phút cuối cùng của cuộc đời cũng chỉ là khi mà một tử tù biết được giá trị của sự sống. Y chấp hành rất tốt, ít nói nhưng rất được các bạn tù khác quý mến. Nhờ xác định trước cái giá phải trả của mình, cùng với sự động viên thăm hỏi thường xuyên của gia đình, vì thế mà Y không có những hành vi sốc nổi, bất cần đời như những bạn tử tù trước đây. Một cán bộ trại giam nhận xét, vốn rất khéo tay, những gói mì tôm và túi ni lông đựng đồ ăn được Bảo giữ lại cẩn thận, tỉ mỉ kéo giãn ra, rồi xe lại với nhau thành từng sợi nhỏ và khéo léo đan thành những món đồ chơi rất đẹp. Con tôm Bảo phải mất hơn một tuần. Con thuyền thì có khi phải mất nửa tháng. Thế nhưng sau khi làm xong, Bảo đều tặng cho các bạn tù của mình để tặng lại người thân. Một bạn tù của Bảo kể lại. 5 giờ 30 sáng, chiếc xe chở tử tù Nguyễn Thái Bảo đỗ ngay ngắn gần một cây cột gỗ cao hơn 2 mét được dựng sẵn từ chiều hôm trước ở khu vực trường bắn tiểu khu Trạng, phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới. Những khâu chuẩn bị đã được các đơn vị trong hội đồng thi hành án tiến hành khẩn trương, nhưng hết sức chu đáo, đúng pháp luật. Vị chủ tịch hội đồng thi hành án tử hình đọc các quyết định tử hình, tóm tắt quá trình phạm tội của Bảo, bác đơn xin tha tội chết của chủ tịch nước và các quyết định có liên quan. Kẻ phạm tội ác phải đền tội, mọi sự ân hận đều đã quá muộn màng. Trước đó khoảng 8 giờ, ngày 12 tháng 2 năm 2009, phát hiện bà Lê Thị Cỏi, sinh năm 1920, mẹ liệt sĩ ra khỏi nhà, Nguyễn Thái Bảo lập tức đột nhập để trộm cắp tài sản. Ngày 16 tháng 7 năm 2009, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình tiến hành xét xử phiên sơ thẩm vụ án giết mẹ liệt sĩ rồi cướp tài sản xảy ra vào ngày 12 tháng 2 năm 2009 tại bản Khe Ngang, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, gây xôn xao dư luận. Bị cáo là Nguyễn Thái Bảo, sinh năm 1991, trú tại bản Khe Ngang, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Từ sáng sớm, mặc cho tiết trời ở Quảng Bình có mưa to, phòng xử án vẫn chật kín người đến chứng kiến pháp luật trừng trị kẻ nhẫn tâm giết mẹ liệt sĩ, tuổi đã gần 90, để cướp tài sản. Trong đó có không ít người thân của bị cáo. Theo như kết quả điều tra, cũng như lời khai của bị cáo tại phiên tòa, thì do ở gần nhà bà Lê Thị Cỏi, sinh năm 1920, nên Bảo đã đột nhập vào nhà bà để trộm tài sản khi bà Cỏi ra ngoài. Đang trong lúc lục tìm tài sản để trộm thì bà Cỏi trở về nhà. Khi bà Cỏi đi vào sợ bị phát hiện, Bảo đã dùng hai tay vòng ra phía trước bịt mặt và xoay người bà Cỏi về phía tường nhà để chạy trốn. Do biết mặt đứa cháu trong xóm nên bà Cỏi nói, mi mần chi rúa Bảo, sợ bị lộ chuyện đột nhập vào nhà hàng xóm để trộm tài sản. Nên ngay lập tức, Y đã dùng hai tay bịt chặt mũi và miệng của bà Cỏi. Sau khi bà vùng vẫy, làm cả hai người ngã xuống nền nhà. Do còn trẻ nên Bảo đã vùng lên, tiếp tục dùng hai tay bịt chặt mũi và miệng của bà Cỏi. Được khoảng 10 phút, thấy bà không vùng vẫy, Y mới chịu thả tay ra. Trong quá trình dùng tay bóp chặt miệng và mũi, Bảo đã phát hiện bà Cỏi có giấu tiền và vàng trong người. Nên khi bà tắt thở, Y mở túi vải buộc phía trong lưng quần của bà, lấy túi ni lông đựng 15,5 chỉ vàng, 4 số 9 và 4.080.000 đồng. Sau khi lấy được tiền và vàng, Bảo đi vòng ra phía sau nhà bếp để trốn thoát thì thấy một xoong nhôm chứa khoảng 40 lít nước. Y nảy sinh ý định dìm đầu của bà vào cho chết hẳn nên bê xoong vào bếp. Sau đó kéo bà xuống rồi dùng tay đè úp mặt bà Cỏi vào trong nước cho đến khi chết hẳn mới chịu thả ra và trở về nhà, coi như không có chuyện gì xảy ra. Số tiền cướp được, Bảo về đem giấu vào vali, còn vàng thì bỏ vào lon bia Huda chôn ở phía sau nhà. Gần 10 ngày sau, Bảo lấy số vàng cướp được đem đi bán tại hiệu vàng Ngọc Phương ở thị trấn Nông Trường, Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy, lấy 27.660.000 đồng. Sau khi có tiền, Y mua 3 điện thoại di động và một số tư trang cá nhân khác, rồi trốn vào tỉnh Thừa Thiên Huế ăn chơi cho đến ngày bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Bình bắt tạm giữ 25 tháng 2 năm 2009. Tại bản giám định pháp y số 23 ngày 20 tháng 2 năm 2009 của Trung tâm Giám định Y khoa Pháp y tỉnh Quảng Bình kết luận, nạn nhân tử vong do suy hô hấp cấp là hậu quả của sự cản trở đường thở dẫn đến trụy tim mạch và thiếu oxy não. Ngày 2 tháng 3 năm 2009,
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thái Bảo về hai tội giết người và cướp tài sản. Được biết bà Còi là mẹ liệt sĩ vì có hai người con đã anh dũng hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Còn bốn người con đang sống là anh Nguyễn Văn Sướng, Nguyễn Văn Công, chị Nguyễn Thị Xem và chị Nguyễn Thị Mận. Trước khi chết, bà Còi ở cùng nhà với anh Công. Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo mọi hành vi phạm tội do mình gây ra và mong hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, sau khi nghị án, hội đồng xét xử xét thấy với tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, bị cáo tuy tuổi đời còn rất trẻ khi gây án vừa tròn 18 tuổi nhưng thực hiện hành vi rất dã man. Sau khi gây án lại thực hiện và che giấu. Vì vậy, với tội giết người, bị cáo lãnh mức án tử hình, còn tội cướp tài sản, tòa tuyên án 7 năm tù. Theo quy định tại khoản 1 điều 50 Bộ luật hình sự, tổng hợp hình phạt bị cáo Nguyễn Thái Bảo phải chịu mức án cao nhất là tử hình. Ngoài ra, về dân sự, buộc bị cáo phải bồi thường chi phí mai táng, tiền tổn thất tinh thần, thiệt hại về tài sản. Tù nhân trong lao cũng có muôn hình vạn trạng, có người bị mất ngủ, có người trở thành kẻ nói nhiều, nhưng đều có chung một thói quen, đó là nhìn ra ngoài chiếc cửa sổ với hàng song sắt thẳng đứng. Vì khi bầu trời ngoài kia sáng lên, cũng là lúc họ bị giải đi tử hình. Sương sớm dần tan, sự tuyệt vọng trong lòng của những người tử tù dâng lên mãnh liệt. 6 giờ 30 phút sáng, sau khi ăn sáng và thay đồ xong, có người sợ đến mức tiểu tiện và đại tiện ra cả quần. Có người nằm mềm oặt trên sàn, người thì giả vờ sợ chết, vân vân. Còn có không ít người động viên lẫn nhau, thể hiện hào khí ngất trời, cho rằng cái chết chính là về với đất mẹ. Duy chỉ có một nữ tử tù khác hoàn toàn với số còn lại, cô ấy tên là Dịch Tiểu Mai, miệng lúc nào cũng ngân nga một bài hát thịnh hành ở quê hương Vân Nam. Khi tôi viết di thư, cô ấy chỉ hát mỗi một bài. Di thư của cô chính là lời bài hát đó. Hoàn cảnh thính cho rằng cô gái nhớ nhung đến mối tình khó quên trước kia. Trái tim thiếu nữ, mây trời thu, có mấy buổi đêm buồn đau triền miên, có mấy buổi hừng đông, đong đầy vui vẻ. Hoàn cảnh thính đưa di thư cho Tiểu Mai xem, hỏi cô còn bổ sung điều gì nữa không. Tiểu Mai không trả lời, cô tiếp tục ngân nga bài hát như cũ. Hát, rồi lại hát. Nước mắt chợt lăn dài trên má, từng giọt rơi xuống trang giấy, làm nhòe đi dòng chữ viết tay. Hoàn cảnh thính chuẩn bị viết lại cho cô tờ khác, nhưng Tiểu Mai lại xé đôi bức di thư. Cô dường như không còn gì luyến tiếc với cuộc đời này. Trời đã sáng, sau bữa cơm nhẹ, Tiểu Mai đột nhiên muốn trang điểm. Cô nói mình muốn ra đi trông xinh đẹp. Kẻ đôi chân mày, tô vài đường son môi, Tiểu Mai vẫn hát bản nhạc đó. Cho đến khi cảnh sát giải cô lên xe, tiếng ngân nga dần nhạt nhòa, mất hút nơi xa. Tại Việt Nam, chuyện về những nữ tử tù luôn thu hút nhiều người, đặc biệt như câu chuyện về nữ tử tù Nguyễn Thị Phương Nga. Tuy đã đứng tuổi sinh năm 1976, nhưng nữ tử tù tại trại tạm giam công an tỉnh Sơn La vẫn toát lên vẻ xinh đẹp. Nga là con gái lớn trong gia đình, mẹ cô mất sớm, bố cô ở vậy nuôi ba đứa con với đồng lương thương binh khiêm tốn. Ngay từ nhỏ, Nga đã ý thức được trách nhiệm nặng nề của mình, nhất là mỗi khi trái gió trở trời, vết thương của bố tái phát. Dù đã đến tuổi trưởng thành, nhưng cô gái xinh đẹp vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Không phải là Nga chưa nhận được lời tán tỉnh của các chàng trai, mà bởi vì trong cô chỉ có một khát khao, ấy là tìm được việc làm, đỡ đần cha, hoàn thành việc nuôi các em ăn học trước khi nghĩ tới chuyện cho riêng mình. Chính vì suy nghĩ thế mà năm 2006, sau một đêm ở Hạ Long tìm việc làm nhưng thu nhập không được nhiều. Nhân dịp em trai thi đỗ đại học ở Hà Nội, Nga cũng theo em ra, nhận làm đại lý cho hãng sữa tươi Ba Vì tại đó. Gian hàng của cô tuy nhỏ nhưng gọn gẽ trong một con ngõ nhỏ của quận Thanh Xuân, nơi cô vừa để trưng bày sản phẩm vừa là để sinh sống. Nga không biết rằng có một thanh niên nhà gần đó, ngay từ giây phút đầu tiên đã bị sức sống tươi trẻ của cô hút hồn. Người thanh niên ấy là Ngô Minh Tâm, một kẻ nghiện ma túy, nhưng vì kinh tế khá giả nên có bề ngoài béo đẹp chứ không teo tóp có bẩn như những con nghiện khác. Mê mẩn trước vẻ đẹp chân chất của cô gái bán sữa, tối nào Tâm cũng đến cửa hàng của cô lấy cớ mua vài chai sữa kem bánh ngọt để có cơ hội trò chuyện với chủ quán. Ban đầu, Nga khá dè dặt khi tiếp chuyện với Tâm, nhưng rồi những câu chuyện không đầu không cuối giữa hai người trẻ tuổi đã khiến họ trở nên thân mật. Nhiều lần, Tâm ngỏ lời yêu nhưng chưa được Nga đồng ý vì lý do cần phải kiếm tiền để nuôi em. Song Tâm vẫn không bỏ cuộc, để rồi hơn một năm sau, cô mới nhận lời khi biết Tâm là thợ sửa chữa ô tô, thu nhập ổn định.
20 tuổi mới biết thế nào là rung động đầu đời. Nga ngây ngất trong tình yêu khi nghe được lời hứa của Tâm rằng sẽ giúp cô hỗ trợ bố nuôi em, cô càng thấy cảm phục người yêu hơn. Nghe lời Tâm, Nga thôi bán hàng, chuyển về ngôi nhà bố mẹ Tâm xây cho con trai ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, quán xuyến việc nội trợ, còn Tâm đi làm. Thi thoảng, Tâm lại lấy ô tô của gia đình, nói là đưa người yêu đi đổi gió để đưa cô lên các vùng núi cao của tỉnh Sơn La. Trong lúc Nga mở rộng thả hồn với mây trắng núi non, mải mê chụp cảnh đẹp thì Tâm đi tìm hàng trắng để hút và mang về Hà Nội bán. Tuy nhiên, dù Tâm có kín đáo đến đâu thì cuối cùng Nga cũng biết anh ta nghiện và việc anh ta đang làm. Bàng hoàng hững hụt, Nga rơi vào trạng thái không biết bấu víu vào đâu bởi cô chót ăn ở với người yêu và chuyện làm đám cưới cũng đã được hai bên gia đình bàn tới. Không dám tâm sự với bố vì sợ làm bố lo lắng, Nga chỉ biết khóc vụng. Tuy nhiên, cô vẫn không nguôi hy vọng sẽ dùng tình yêu cảm hóa Tâm nên nhiều lần Nga tỉ tê khuyên Tâm đi cai nghiện. Thế nhưng, chính cô lại là người bị Tâm thuyết phục lại rằng chỉ làm vài chuyến nữa thôi, sau khi kết hôn, Tâm sẽ cai nghiện và giải nghệ. Tin vào người yêu, Nga chỉ đủ tỉnh táo để nghĩ rằng nếu mình không một lần xách túi ma túy, chưa bao giờ cầm tiền đưa cho bạn hàng và cũng chẳng khi nào sử dụng số tiền ấy thì sẽ không phạm tội. Mặc dù thế, nhưng mỗi khi Tâm mang hàng đi Lạng Sơn, mình Nga trong căn phòng trống vắng, cô lại thấy thương Tâm vô hạn vì nghĩ rằng việc anh ta xông vào chốn nguy hiểm là vì hạnh phúc sau này của hai người. Cô đã mừng đến chảy nước mắt khi người yêu thông báo sẽ đi chuyến hàng cuối cùng rồi hoàn lương, nhưng điều đó đã mãi mãi không thực hiện được vì Tâm bị công an Trung Quốc bắt giữ cùng với túi ma túy. Không thấy người yêu trở về như đã hẹn, Nga biết điều xấu nhất đã xảy ra, song điều khiến cô sợ hãi nhất là không biết phải xoay sở làm sao. Với gói hàng gồm 4 bánh ma túy mà Tâm cất trong nhà bảo là trả lại vì chất lượng xấu. Nga nghĩ đến cách đẩy gói hàng trên cho những người bạn làm ăn của Tâm, nhưng vì chưa lần nào cô có ý định mua bán ma túy nên không có số điện thoại của những người tiêu thụ. Lục tìm trong đống giấy tờ của Tâm, Nga tìm được số điện thoại của một phụ nữ tên là Trần Lan Hương, nhà ở bãi Phúc Xá. Nga biết Hương bởi một vài lần cùng Tâm lên Sơn La, cô gặp Hương ở chỗ mua hàng nhưng chẳng mấy khi trò chuyện. Khi nghe cô gọi điện thoại bảo là muốn bán 4 bánh ma túy, Hương đã đồng ý mua lại. Nga đâu biết rằng tuy là đồng bọn của nhau nhưng khi nghe tin Tâm bị bắt, Hương đã lập kế hoạch để cướp lại gói hàng từ tay Nga. Theo kế hoạch, Hương bảo hai tên đồng bọn chờ sẵn ở điểm mà cô ta hẹn giao nhận hàng với Nga để khi Nga cầm túi ma túy tới, Hương nháy vào máy điện thoại của Nga và trong lúc Nga cúi xuống lấy điện thoại thì đồng bọn của Hương đã lao ra cướp hàng. Người yêu bị bắt, hàng bị cướp, Nga không được yên thân khi đồng bọn của Tâm ở Sơn La liên tục gọi điện xuống, thúc cô trả nợ thay với những lời lẽ hăm dọa. Sợ hãi, Nga đã làm theo chỉ dẫn của chúng là lên Sơn La lấy ma túy, đưa ra cửa khẩu cho đối tác. Lần đầu tiên chót lọt nhưng nợ vẫn chưa hết, lần thứ hai Nga lại nhắm mắt làm liều. Trong thâm tâm của cô lúc đó, chỉ mong sao xóa được hết nợ cho người yêu để Tâm có thể thoát nạn trở về, không bị chúng hỏi tội. Cô không ngờ đó cũng chính là chuyến đi định mệnh của đời mình. Ngày 28 tháng 8 năm 2008, khi Nga được tên đồng bọn là Nguyễn Tiến Dũng hộ tống mang 3 bánh ma túy về đến Trương Mỹ, Hà Nội thì bị bắt quả tang. Với hành vi mua bán 10 bánh ma túy, trong đó 4 bánh bị cướp, 3 bánh bị bắt quả tang, chưa kể tới 14 lần đi với người yêu, Nga bị Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La kết án tử hình. Chơi với khi nghe tòa tuyên án, Nga rơi vào hoảng loạn vì không nghĩ rằng kết cục đời mình lại tàn khốc như vậy. Trong lá đơn gửi Chủ tịch nước xin tha tội chết, Nga đã bộc bạch rất thật nỗi lòng của mình. Cô cho rằng vì quá mù quáng, tin tuyệt đối vào người yêu và sống hết mình với mối tình đó nên cô đã lầm lạc. Trong thư của cô có đoạn, khát khao cuộc sống của tôi chưa bao giờ mạnh mẽ như bây giờ. Trước kia tôi lầm tưởng rằng chỉ có tình yêu đôi lứa mới xứng đáng để mình hy sinh tất cả. Vì lẽ đó mà tôi đã sa chân vào con đường ma túy lúc nào không hay. Tôi lầm tưởng rằng chồng chưa cưới của tôi buôn bán ma túy cho người Trung Quốc để kiếm tiền xây đắp hạnh phúc cho tình yêu của chúng tôi thì không hại gì đến người dân Việt Nam. Mù quáng và suy nghĩ lệch lạc đã khiến một cô gái xinh đẹp như Nga lạc lối. Những ngày tạm giam ở Sơn La chờ bị đưa ra xét xử, Nga vẫn tin rằng cô không đến nỗi bị khép tội chết vì không hại gì đến người dân Việt Nam. Và việc cô vào tù chỉ làm hoen ố danh dự gia đình, làm bố và hai em xấu hổ. Chính vì thế mà khi tòa án tuyên phạt mức án cao nhất, Nga đã ngất lịm trước vành móng ngựa vì bất ngờ và hoảng sợ. Những ngày sau đó, cô gần như hoàn toàn không ý thức được hiện tại, không phân biệt được khi nào là ngày, khi nào là đêm.
Chẳng biết vì quá sợ hãi hay vì tâm can có nhiều điều giằng xé mà từ khi vào phòng giam đặc biệt, Nga tàn tạ tới thảm hại. Những lúc tỉnh táo, Nga vật vã khóc lóc, thương bố và hai em rồi im lìm như cái bóng, ai hỏi gì cũng ngơ ngác sợ sệt. Những lời động viên của bạn tù, lời an ủi của quản giáo chỉ làm Nga bớt dần sự hoảng loạn chứ không thể giúp cô trở lại bình thường. Dù đau đớn vì đứa con gái lớn vướng vòng lao lý, xấu hổ với họ hàng, nhưng người cha thương binh từng làm rạng danh tổ tông với hai tấm huy chương kháng chiến đã không bỏ rơi Nga. Từ Quảng Ninh, ông chống gậy lên Sơn La thăm con, kéo con về với hiện thực bằng những lời động viên kèm theo bốn quyển kinh nhà Phật. Nhìn thấy cha, Nga ôm mặt khóc vì tủi thân và ân hận. Cô ôm tập kinh mà cha đưa một cách vô thức về phòng giam như chưa hiểu hết ý sâu xa của cha mình. Mỗi khi để giết thời gian, để không phải nghĩ ngợi, Nga lại dở quyển kinh ra đọc, để rồi càng đọc càng thấy cuốn hút, càng thấy tâm hồn đỡ bị xáo trộn. Theo lời tâm sự của cô thì giờ cô đã thuộc lòng số quyển kinh mà cha gửi cho. Hôm nào cũng thế, khi màn đêm bắt đầu buông xuống, Nga lại mang kinh ra, lầm rầm đọc đến khi tiếng chim lảnh lót đầu nhà báo hiệu ban mai tới, thì cũng là lúc cô đọc tới trang cuối. Hơn một năm như thế đã trôi qua, Nga không còn muốn tuyệt thực để chết, cũng không còn rơi vào trạng thái hoảng sợ khi thấy quản giáo xuất hiện như trước nữa, mà đã tĩnh tâm hơn. Cô đã biết chấp nhận số phận, song vẫn khao khát được tiếp tục sống để trở thành người lương thiện. Trong cuộc trò chuyện dịp cuối năm vừa qua, Nga thổ lộ rằng vẫn còn rất yêu người đàn ông mà vì anh ta cô phải mang án tử. Nhưng nếu được tha tội chết, cô sẽ cải tạo thật tốt để còn có cơ hội tìm gặp người yêu. Cô không tin tưởng rằng sẽ được tha chết, nhưng trong tiềm thức cô luôn hy vọng rằng khát vọng sống của cô sẽ làm nên điều kỳ diệu. Nga bảo nếu có phải chết thì đó cũng là số phận, là ngày tận thế của cô và cô sẽ chấp nhận. Nước mắt ướt nhòe bên gò má mịn màng, trắng hồng. Nga chỉ mong sau bát canh khoai sọ mà bố cô hứa sẽ mang vào cho cô sau lần đầu tiên lên thăm đừng đến với cô quá trễ. Theo cáo trạng, vào lúc 19h30 phút ngày 19 tháng 7 năm 2016, tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ đã phát hiện Nguyễn Thị Liên là hành khách của chuyến bay từ Việt Nam đi Sydney có hành vi tàng trữ ma túy trong hành lý. Trong vali của Liên có hai bức tranh, khung gỗ của hai bức tranh là nơi ngụy trang, giấu 26 khối chất bột màu trắng. Qua giám định là heroin có khối lượng là 4,4 kg. Tại cơ quan điều tra, Liên khai là sống tại Trà Vinh. Năm 2005, Liên xuất cảnh sang Úc định cư. Đầu năm 2016, do Nguyễn Thị Liên hay chơi đánh bài nên quen một người Việt Nam tên là Minh không rõ lai lịch và nhiều lần được Minh cho mượn tiền để chơi bài. Tính đến tháng 5 năm 2016, Liên thua bạc, mắc nợ số tiền 5.000 đô. Nhiều lần bị Minh đòi nhưng Liên không có nên Minh đặt vấn đề thuê Liên về Việt Nam vận chuyển ma túy. Tháng 6 năm 2016, Liên nhận lời với tiền công là 25.000 đô. Minh đưa trước cho Liên 5.000 đô làm chi phí mua vé máy bay đi và về. Khi nào Liên đưa được ma túy về Úc thì Minh sẽ trả tiếp 20.000 đô. Minh cho Liên số điện thoại của bé hai tại Việt Nam và dặn liên lạc với người này để lấy hàng. Ngày 4 tháng 7 năm 2016, Liên cùng hai con đặt vé khứ hồi về Việt Nam và ngụ tại một khách sạn trên đường Lý Tự Trọng. Khoảng 20 giờ cùng ngày, Liên gọi điện cho bé hai đến khách sạn. Tại khách sạn, Liên mô tả kích thước vali hành lý của mình và cho người này biết ngày 19 tháng 7 năm 2016 sẽ trở về Úc. Sau khi trao đổi, ngày hôm sau, Liên dắt con về Trà Vinh thăm gia đình. Trưa ngày 19 tháng 7 năm 2016, khi mẹ con Liên trở lại thành phố và lưu trú ở khách sạn cũ, thì bé hai đến đưa hai bức tranh có dấu ma túy đưa cho Liên bỏ vào vali. Khoảng 17 giờ cùng ngày, Nguyễn Thị Liên mang vali cùng hai con đi ra sân bay Tân Sơn Nhất thì bị bắt giữ như đã nêu trên. Tại phiên tòa, Liên run rẩy khai nhận hành vi phạm tội và cho biết do bị nợ nần dồn vào chân tường và bị Minh khống chế, không còn cách nào khác nên phải nhắm mắt làm liều để trả nợ. Liên mong hội đồng xét xử tha cho con đường sống vì hai con còn quá nhỏ. Tuy nhiên, sau khi xem xét các chứng cứ và lời khai, hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Ma túy là tác nhân của các loại tội phạm, bị cáo đã mang số lượng lớn ma túy, cần xử lý nghiêm mới đủ sức răn đe nên tuyên phạt mức án tử hình. Ma túy là thứ đem lại lợi nhuận cao, vì thế mà không ít người bất chấp lao vào như con thiêu thân dù biết là hành vi vi phạm pháp luật. Ở một vụ án khác, ngày 20 tháng 11 năm 2013, Tòa Phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao đã chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM
tăng án từ 20 năm tù lên tù chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy đối với Trần Thị Bé Ba, sinh năm 1994, ngụ tỉnh Tây Ninh. Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM nhận định, dù nhỏ tuổi hơn các bị cáo khác, nhưng Bé Ba thường xuyên qua Campuchia và làm việc ở các sòng bạc. Bên cạnh đó, lượng ma túy mà Ba vận chuyển nhiều hơn so với các bị cáo còn lại. Lẽ ra, với 1.354,48 gram heroin bị bắt quả tang, Ba phải chịu mức hình phạt cao nhất là tử hình. Nhưng xét tuổi bị cáo còn nhỏ, vừa 18 tuổi 2 tháng, nên Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM chỉ đề nghị mức án tù chung thân. Cấp phúc thẩm cũng thống nhất với quan điểm của Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM cho rằng mức án 20 năm tù là chưa nghiêm và chưa tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. Do đó, cần có mức án nghiêm khắc mới có tác dụng giáo dục răn đe và phòng ngừa chung. Ngoài ra, hội đồng xét xử còn bác kháng cáo tuyên phạt Trần Thị Thanh Lan, sinh năm 1969, ngụ tỉnh Bình Phước, y án tử hình, Phạm Thị Ni, sinh năm 1964, Võ Thị Lâm, sinh năm 1984, y án tù chung thân cùng về tội danh trên. Theo bản án sơ thẩm, khoảng tháng 12 năm 2012, Lan quen với một phụ nữ tên là Thủy, sống tại Campuchia và được người này rủ đi vận chuyến ma túy từ Campuchia về Việt Nam với tiền công là 1.400 đô la Mỹ một chuyến. Thấy Ni, Lâm, Ba cũng không có công việc ổn định nên Lan rủ cả ba cùng tham gia. Ngày 1 tháng 1 năm 2013, khi đến Campuchia, Lan đã giới thiệu những người đi cùng với Thủy. Lập tức, Thủy lấy số đo áo ngực, dép, dây thắt lưng của nhóm Lan để chuẩn bị cho việc cất giấu ma túy. Hai ngày sau, Thủy mang hàng đã được cất giấu sẵn và yêu cầu họ mang vào người rồi về TP.HCM bằng xe khách. Riêng Lan thì đi bằng đường tiểu ngạch vì không có hộ chiếu. Khi cả nhóm về đến TP.HCM thì bị cơ quan chức năng bắt quả tang với hơn 1,3 kg heroin trong mỗi người. Do chưa xác định được lai lịch của Thủy nên cơ quan chức năng chưa xử lý. Cũng như hai tử tù trên, khéo léo giấu hàng chục bánh heroin vào thùng mận rồi lại thuê một người phụ nữ, người dân tộc vận chuyển về Hà Nội. Nhưng thủ đoạn của hai nữ quái buôn bán cái chết trắng vẫn không thể qua mắt được lực lượng công an. Cuối phiên xét xử vào ngày 26 tháng 12 năm 2014, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1972, trú tại ấp 5 xã Sông Chầu, Tràng Bom, Đồng Nai, và Hoàng Thị Huê, sinh năm 1969, ở khu Hòa Đình 3, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, cùng mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy. Liên quan đến vụ án, còn có Lường Thị Thái, sinh năm 1962, ở huyện Yên Châu, Sơn La, nhưng can phạm này đã chết trong quá trình điều tra. Quá trình xét xử, mặc dù Hoa cùng đồng bọn quanh co chối tội, song căn cứ vào các tài liệu chứng cứ được cơ quan điều tra thu thập, hội đồng xét xử sơ thẩm vẫn có đủ cơ sở để xác định các bị cáo đã phạm vào tội mua bán trái phép chất ma túy như cáo trạng truy tố. Theo đó, Hoa và Huê đã buôn bán 10 bánh ma túy với tổng trọng lượng là 3.550,02 gram với tỷ lệ tinh chất heroin là 45%. Nội dung vụ án cho thấy Hoa và Huê quen biết nhau từ năm 2011 khi cả hai cùng ở Sơn La. Kể từ khi cùng hai con chuyển vào Đồng Nai sinh sống, Hoa vẫn thường xuyên liên lạc với Huê. Đầu năm 2013, Huê gọi điện cho Hoa hỏi là có mối mua ma túy nào thì giới thiệu cho đối tượng. Nhận lời đồng bọn, Hoa nhanh chóng bắt mối với một phụ nữ không quen biết ở huyện Mộc Châu, Sơn La. Thống nhất kế hoạch cùng nhau mua bán heroin, sáng ngày 3 tháng 6 năm 2013, Hoa đi máy bay từ TP.HCM ra Hà Nội. Trong khi đó, Huê nhờ bồ thuê xe ô tô tự lái rồi đón đồng bọn ở sân bay Nội Bài. Đón được Hoa, cả ba cùng lên Sơn La lấy hàng. Chiều cùng ngày, Hoa ôm 69.000 đô la Mỹ của đồng bọn đi giao dịch ma túy. Trong khi đó, Huê cùng với bồ được dịp đi lòng vòng ở cao nguyên Mộc Châu. Sau khi xác định đã nhận đủ 10 bánh heroin với chất lượng như ý, Hoa, Huê và bồ của đối tượng này ung dung đi ô tô về Hà Nội. Tuy nhiên trước đó, hai nữ quái đã khéo léo xếp số heroin vào thùng mận và thuê Lường Thị Thái là em họ của Hoa vận chuyển về Hà Nội với tiền công là 3 triệu đồng. Mặc dù đã cẩn thận sắp đặt mọi chuyện, nhưng tối cùng ngày khi về đến thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ thì Hoa và Huê bị lực lượng công an kiểm tra bắt giữ. Vài tiếng sau, khi Lường Thị Thái ôm thùng mận chứa 10 bánh heroin đi ô tô khách về đến quận Thanh Xuân, Hà Nội cũng bị lực lượng công an bắt nốt. Trong giai đoạn điều tra, cơ quan công an nhận thấy mặc dù bồ của Huê đã trực tiếp lái ô tô chở hai nữ quái đi mua bán ma túy, nhưng thực tế anh này không hề hay biết việc nhân tình cùng đồng bọn phạm pháp. Do đó, cơ quan điều tra đã miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bồ của Huê, đồng thời trả lại một số tài sản thu giữ.
Xét thấy số lượng ma túy mà Nguyễn Thị Hoa và Hoàng Thị Huê buôn bán là rất lớn và vai trò phạm tội của các bị cáo ngang nhau nên Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định tuyên phạt cả hai bị cáo cùng mức án cao nhất là tử hình. Toàn bộ tang vật liên quan đến việc mua bán 10 bánh heroin của Hoa cùng đồng bọn cũng bị tuyên tịch thu và tiêu hủy. Còn năm 2015, ngày 13 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử Bùi Thu Thủy, sinh năm 1980, trú tại phố Ngô Thị Sĩ, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, quy định tại khoản 4, điều 194 Bộ luật hình sự. Liên quan tới nữ quái từng hai lần bị tòa án tuyên phạt tù cũng về tội ma túy, còn có Đỗ Thu Huyền, sinh năm 1983, ở phường Hoàng Văn Thụ và Hoàng Thị Như Chi, sinh năm 1987, trú phường Chi Lăng, cùng ở thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Theo hồ sơ vụ án, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 9 tháng 4 năm 2014, Công an huyện Đan Phượng phối hợp với lực lượng phòng chống ma túy của Bộ Công an kiểm tra phát hiện bắt quả tang Thủy và Chi vận chuyển 10 bánh heroin nặng 3.512,10 gram với tỷ lệ tinh chất ma túy từ 43,3% đến 58,5% tại khu vực bến xe Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Sau đó, qua lời khai của các đối tượng, lực lượng chức năng đã nhanh chóng bắt được kẻ đầu sỏ đứng đằng sau đường dây cung cấp vận chuyển số heroin nói trên. Tại tòa, Thủy và Chi khai báo do hoàn cảnh khó khăn nên nhận lời vận chuyển ma túy cho Huyền với tiền công là 15 triệu đồng mỗi bánh. Sáng ngày 9 tháng 4, cả hai bắt xe khách lên Hòa Bình. Trên đường cùng đồng bọn đến địa điểm nhận heroin, Thủy luôn nhận được điện thoại chỉ dẫn của Huyền, đồng thời cũng nhận được số điện thoại ở đầu cung cấp ma túy để dễ bề liên lạc. Sau đó, Thủy và Chi được một người đàn ông lạ mặt chỉ dẫn chỗ để chiếc cặp sách đựng 10 bánh heroin ở ven đường tại khu vực Dốc Cun thuộc huyện Cao Phong. Khi nhận đủ số hàng, cả hai lại nhanh chóng bắt xe về Hà Nội. Khi vừa đặt chân xuống bến xe Yên Nghĩa, Thủy và Chi đã bị lực lượng công an ập tới bắt quả tang. Ngay ngày hôm sau, Đỗ Thị Huyền cũng lập tức bị lực lượng công an bắt khẩn cấp tại Lạng Sơn. Trước đó, Thủy đã có hai tiền án. Năm 2009, Thủy bị Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn xử phạt 2 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Đang được hoãn thi hành án vì nhiễm HIV, Thủy được hưởng đặc xá của Chủ tịch nước cho người đang tạm hoãn chấp hành hình phạt tù. Một năm sau, Thủy tiếp tục dính vào ma túy và bị xử phạt 3 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong thời gian hoãn thi hành bản án này, Thủy tiếp tục tham gia vào đường dây vận chuyển ma túy của Huyền. Sau một ngày xét xử, nên Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Đỗ Thị Huyền, Bùi Thu Thủy cùng mức án tử hình, Hoàng Thị Như Chi mức án chung thân theo đúng tội danh bị đưa ra truy tố. Đến thành phố Yuncheng, Trung Quốc, nhiều người dân vẫn còn xót xa cho số phận của cô gái đôi mươi vừa mới bị tử hình không lâu. Nhiều người bảo rằng đó có lẽ cũng là cách giúp cô giải thoát khỏi bể khổ trần gian. Sinh ra như bao đứa trẻ khác, nhưng khi vừa đến tuổi dậy thì, cô gái Lưu Diên Feng đã phải sống trong một cuộc sống tủi nhục. Hết cha ruột, rồi đến bác ruột, thay nhau lợi dụng, cưỡng hiếp Lưu. Đau khổ hơn nữa là cô bé không dám hé răng nửa lời nói cho ai, vì hai kẻ đồi bại kia dọa, nếu người khác biết chuyện, chúng sẽ giết cả hai mẹ con. Cắn răng chịu đựng số phận, Lưu sống một tuổi thơ với đầy những vết thương, đau thắt cả về thể xác và tâm hồn. Tấn bi kịch này tưởng chừng như đã dừng lại, Lưu đã nhìn thấy một tia sáng mong manh khi mẹ của cô bé biết được và đưa đi trốn khỏi nhà. Tưởng chừng như cuộc sống đã mỉm cười với mình, thế nhưng vừa qua khỏi cơn ô nhục này, Lưu đã phải bước vào một cơn ô nhục khác. Mẹ lấy chồng mới, Lưu lại tiếp tục bị cha dượng hành hạ làm nhục. Lưu bỏ trốn, rồi tìm đến ổ mại dâm để tự kiếm sống nuôi thân. Cuộc sống sớm đưa Tống Ngọc tối tìm Trương Khanh đã khiến cô gái chưa đầy 20 phải phá thai nhiều lần. Nỗi đau thể xác, sự dằn vặt tâm hồn khiến cho Lưu gầy gò ốm yếu. Nhiều khi, cô tưởng như không thể tồn tại được trên cõi đời này nữa. Trong một đợt truy quét gái mại dâm, Lưu bị bắt và tạm giam một thời gian. Do tuổi nhỏ nên Lưu được trả về với gia đình, nơi mà cô xem như địa ngục trần gian. Được về nhà, Lưu lại bị cha dượng gả bán cho một người tên là Hu. Lưu trở thành vợ của gã này dù trước đó chưa hề quen biết. Chớ trêu thay, Hu lại là dân xã hội đen chuyên bảo kê quán bar vũ trường nên Lưu cũng bị lao vào cái vòng xoáy ấy. Gã chồng gọi cô như một công cụ tình dục, bị tra tấn hết ngày này đến ngày khác. Nhiều lần, cô gái trẻ bỏ trốn thì bị bắt lại và bị đánh đập tàn nhẫn. Mỗi khi ra ngoài, Lưu bị nhốt trong phòng và tên Hu dùng xích khóa chân lại để khỏi trốn. Không những thế, hắn còn cho những người anh em của mình tới cưỡng hiếp Lưu khiến cô mang thai. Dã man hơn, sau khi Lưu sinh con, chính Hu đã giết chết đứa bé vì cho rằng nó là đồ nghiệt chủng.
20 tuổi, cô gái trẻ đã trải qua hết từ đớn đau này đến khổ đau khác. Mất con, bị cưỡng hiếp đánh đập dã man khiến Lưu cảm thấy cuộc đời này không còn nghĩa lý gì cả. Lưu đã tự giải thoát cho mình bằng cách giết Thu rồi đốt xác phi tang. Kế hoạch được cô gái trẻ nghĩ ra nhân lúc gã chồng mất nhân tính không để ý, cô dùng búa đập chết hắn rồi chạy trốn. Tuy nhiên, không lâu sau đó, cô gái đã bị cảnh sát bắt lại và bị đem ra xét xử. Tòa tuyên án tử hình Lưu bởi tội danh giết người khi cô gái mới tròn 20 tuổi. Bản án của Lưu đã khiến nhiều người day dứt và suy nghĩ. Đó là một cái giá quá đắt và bất công với một cô gái, cả cuộc đời phải sống trong cảnh tột cùng của sự nhục nhã và hành vi giết người là đỉnh điểm của sự kháng cự nhằm giải thoát bản thân khỏi chốn địa ngục trần gian. Ở một vụ án khác, sinh ra trong một gia đình trung lưu, tưởng chừng như cô gái Song Dan, sinh năm 1986, sẽ có một tương lai hạnh phúc, nhưng nào ai có ngờ. Ngay từ nhỏ, cô gái Song Dan đến từ vùng An Dương, Giang Tây, Trung Quốc đã ý thức được mình xinh đẹp. Tại lớp học hay bất cứ nơi đâu, Song Dan cũng nhận được lời khen ngợi cho nhan sắc của mình. Lớn hơn một chút, Song Dan khiến nhiều người đàn ông ở An Dương phải ngây ngất vì vẻ nóng bỏng gợi cảm của mình. Tuy nhiên, cô gái xinh đẹp không biết rằng nhan sắc của mình là khởi nguồn cho những đau khổ mà cô phải chịu đựng. Vào năm 13 tuổi, xinh đẹp và phát triển sớm hơn các bạn cùng trang lứa, Song Dan đã lọt vào mắt xanh của gã thầy giáo đời bại. Song Dan đã bị chính thầy giáo của mình làm nhục nhiều lần. Nỗi đau chưa dừng lại ở đó, cô gái trẻ tiếp tục trở thành nạn nhân của người bác ruột. Chán trường và đau khổ, Song Dan bỏ bê học hành khiến kết quả học tập sa sút. Thay vì hỏi han chăm sóc, người cha của Song Dan lại dùng đòn roi để dạy dỗ, khiến cô gái càng trở nên lầm lì, ít nói hơn trước. Suốt ngày, cuộc sống xoay quanh Song Dan là những tiếng nạt nộ, mắng nhiếc, chửi rủa và đòn roi của cha. Mặc dù sau này, cả gã thầy giáo và bác ruột bị phạt 8 tháng và 9 tháng tù giam, nhưng tất cả đã để lại trong lòng cô gái trẻ những vết thương không thể xóa mờ. Những nỗi đau về thể xác và tinh thần khiến Song Dan trở nên bó mình, sống thu hẹp. Song Dan tìm thú vui ở cuộc sống ảo với game online và những người bạn trên mạng. Song Dan dùng thuốc lá, rượu bia và những cuộc tụ tập thâu đêm suốt sáng để quên đi thực tại. Để có tiền nuôi sống mình, cô gái trẻ tìm đến những quán bar karaoke để xin việc. Cuộc sống từng bước trượt dài với những tội lỗi mà Song Dan chưa bao giờ nghĩ đến. Rồi cô gặp người đàn ông mà mình yêu thương. Sau những lần bị đàn ông hãm hại và làm nhục, cô gái trẻ lần đầu tiên tin vào tình yêu thật sự. Song Dan đã nghĩ đến việc từ bỏ công việc ở quán bar để cùng người yêu xây dựng gia đình và làm việc thiện lương. Tuy nhiên, hạnh phúc lại không mỉm cười với cô gái trẻ. Song Dan nhanh chóng phát hiện những mơ ước hạnh phúc chỉ là câu chuyện mà cô tưởng tượng một mình mà thôi. Sau khi chơi chán, cả bạn trai của Song Dan quyết định dùng bỏ cô để chạy theo một người phụ nữ khác. Uất hận và cảm thấy là mất niềm tin cuộc đời, Song Dan đã lên kế hoạch bắt cóc gã bạn trai bội bạc và giết hại kẻ phụ tình. Tội ác của Song Dan nhanh chóng bị cảnh sát phát hiện và cô gái bị bắt giữ khi chưa đầy 18 tuổi. Xét tính chất phạm tội nguy hiểm và có kế hoạch, Song An bị kết án tử hình. Vào năm 2005, trước giờ thi hành án, Song Dan thừa nhận cuộc sống buông thả và những nỗi đau quá lớn khiến cô đã hành xử không còn tính người. Những giọt nước mắt hối hận lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái trẻ khiến nhiều người ám ảnh. Trong lá thư cuối cùng, Song Dan tâm sự, ước gì cô không gặp thầy giáo đời bại, không bị bác ruột hãm hiếp, không bị người cha dạy dỗ bằng đòn roi, những lời mắng chửi, v.v. Cô gái cũng mong ước mình không xinh đẹp bắt mắt để không lọt vào những con mắt dâm ô của đàn ông. Lá thư chân thành của cô gái trẻ khiến nhiều người xót xa cho cuộc đời của một cô gái xinh đẹp nhưng bạc mệnh. Có trăm nghìn lý do để phạm tội và nhận án tử, thế nhưng đa số là đứng trước bản án tử hình, nhiều tử tù không giấu nổi cảm xúc tiếc nuối ân hận. Nói lời sau cùng tại tòa, bị cáo mang án tử hình quay về phía gia đình nhà chồng, cúi đầu xin lỗi vì đã đưa chồng mình vào con đường mua bán ma túy để rồi bị bắt và nhận án tù chung thân. Cụ thể, ngày 18 tháng 12 năm 2020, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh bác kháng cáo y án tử hình đối với Trần Bích Ngọc, 26 tuổi, quê Hải Phòng và y án chung thân đối với Trần Anh Tuấn, 46 tuổi, quê Hà Nội, là chồng của bị cáo Ngọc, cùng tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo bản án sơ thẩm, 17 giờ ngày 22 tháng 8 năm 2019, tại đường Tùng Thiện Vương, phường 11, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, công an đã bắt quả tang Tuấn đang ngồi trên ô tô có cất giữ hơn 1.000 viên thuốc lắc và gần 998 gram ma túy đá. Tiếp tục khám xét chỗ ở của Tuấn, lực lượng chức năng thu giữ thêm 5 gram ma túy đá.
Bị cáo Tuấn khai, trưa cùng ngày, vợ của bị cáo là Trần Bích Ngọc nhờ bị cáo trở sang quận 4 để nhận ma túy theo chỉ đạo của Ahi là người Việt sống tại Campuchia. Sau khi hai vợ chồng nhận một thùng giấy từ một người phụ nữ không rõ lai lịch tại một con hẻm trên đường Hoàng Diệu thì về một khách sạn tại quận Bình Thạnh thuê phòng. Tại đây, sau khi kiểm tra xác định thùng giấy trên là ma túy, thì Ngọc đặt xe GrabCar và đưa cho Tuấn một túi giấy chứa ma túy để Tuấn đến huyện Bình Chánh giao cho khách. Tuy nhiên, khi đến nơi, không liên lạc được với khách nên Tuấn nhờ tài xế quay lại khách sạn nhưng bị bắt giữ trên đường đi. Mở rộng điều tra, 18 giờ cùng ngày, cảnh sát khám xét khách sạn Ngọc đang ở và bắt quả tang Ngọc đang cất giữ gần 1kg ma túy. Thời điểm khám xét, trong phòng Ngọc còn có Phạm Thị Kim Tuyến. Thu giữ trong túi sách chứa 5,9 gram ma túy. Khi tổ công tác khám xét chỗ ở của Tuyến thì phát hiện thêm Lê Minh Đức đang tàng trữ hàng chục gram ma túy. Bị cáo Ngọc khai từ năm 2019 quen với Ahi và nhận đi giao ma túy cho người này để lấy tiền tiêu xài. Ngoài ra, Ngọc còn lấy ma túy từ Ahi để bán lẻ. Nói lời sau cùng tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Ngọc quay về hướng bà Lê Thị Kim Xuân, 82 tuổi, là mẹ của bị cáo Tuấn và gia đình, rồi cúi đầu xin lỗi vì đã lôi kéo Tuấn vào con đường mua bán ma túy. Thưa quý vị, mọi tội ác đều phải trả giá trước pháp luật. Dù với bất kỳ tội danh nào, các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!